Hello, chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nhá. Đấy, hiện tại hôm nay là mình đi kiểm tra cái nguồn mật cây sắn dây rừng một chút nhá các bạn nhá. Đấy, không biết các bạn ở những khu vực khác nào, trên mình thì có cái nguồn mật cây sắn dây rừng các bạn ạ. Đấy, cái nguồn mật này là cái nguồn mật khởi điểm của cái mùa mật rừng các bạn nhá. Đấy, cái cây này nở được một thời gian này sẽ đến lượt một số cái cây rừng khác và đến cây vải nhãn nhá các bạn nhá. Đây các bạn này. Đấy, cây này rất là nhiều mật các bạn nhá, rất là nhiều mật. Cây này cây sắn đen nhá các bạn nhá. Đấy, cây sắn dây rừng sắn đen, hoa nó thành chùm 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 như kiểu chùm nho này các bạn nhá. Đấy, rất là nhiều vật. Nếu mà các bạn nào để ý ấy, thì các bạn khi mà mình mở cái tổ ong ra các bạn mà thấy một cái mùi nó hắc hắc đấy, nó có một cái mùi hắc hắc nhá các bạn nhá, nó không thơm đâu. Mật này, cây này, hoa này nó rất là hắc, nhưng mà khi mật nó chín thì nó rất là thơm các bạn nhá. Khi mật nó viên nắp thì nó rất thơm mà nó rất là đặc luôn. Đấy, cây nó rất là đặc. Đấy, trên mình thì nó khởi điểm cái mùa mật là cái cây này đầu tiên các bạn nhé. Đấy, mình đã theo dõi rất là nhiều năm rồi. Năm nay thì nó nhuận các bạn ạ, năm nay năm nhuận nên là nó thời điểm này nó đã đúng thời điểm nở hoa của nó. Nếu tính tháng ấy, mỗi năm thì cứ ăn Tết xong thôi nhé. Như năm nay thì đây các bạn này, hoa này, hoa bò ra đất nhé các bạn nhé. Đấy, cái này một bông hoa này, hôm nay trời nó mưa các bạn, một bông hoa này con ong có phải hút tầm một hai lần mới hết mật nhé các bạn nhé. Đấy, đấy bông này nhìn nó hay nằm bò ở mặt đất đấy các bạn, rất là nhiều. Trên mình nếu mà các bạn nào ở khu vực rừng núi thì mới có thôi các bạn nhé, còn ở dưới đồng bằng thì khả năng không có đâu. Đây này, cái dây cái lá của nó đây các bạn này. Đấy, cái sắn dây này, đây này, đấy lá của nó đây nhá các bạn nhé. Đấy, cây này động vào nhựa nó ra đen hết cả tay luôn đấy. Đây này, những bông này chưa nở này các bạn này. Đấy, những cái bông này nụ này đấy, nó ra một chùm luôn các bạn nhé, nó bò sát mặt đất ấy. Đây, này, đây là có nhiều cây này, nó neo lên thường thường nó hay bò sát mặt đất. Đây này các bạn ra xem đây, từng chùm chùm một nhé các bạn nhé. Đấy, đây là mùa cái nguồn mật khởi điểm của trên mình. Đấy, nếu các bạn nào nuôi ong đâu rồi các bạn sẽ để ý. Đấy, mình thì cũng rất là hay để ý về những cái nguồn mật các bạn nhé. Đấy, cái nguồn này kiến nó bầu vào lấy mật đấy các bạn này. Đấy, rất là nhiều mật các bạn. Các bạn bây giờ mở tổ ong ra, nếu đúng cái thời điểm này mở tổ ong ra là ngửi thấy mùi của cái cây hoa này ngay. Đấy, nó hắc hắc một tí các bạn ạ, nó hơi hắc hắc nhưng mà ôi, mật này các bạn xem này, mấy bông hoa này ấy, từng chùm chùm một luôn, rất là nhiều. Trên mình cái này loại này rất là sẵn nha các bạn nhé. Thế là mấy hôm nay thì trời rét các bạn ạ, trời rét quá nên là ong nó cũng đi làm nó kém. Nhưng bây giờ mình lúc sáng nay thì tình cờ mình ra mình kiểm tra thì mình cũng mở tổ ong ra xem thì mình ngửi thấy cái mùi cây hoa này các bạn nhé. Đấy, và giờ đến trưa là mình đi quay mình chia sẻ cho các bạn xem luôn. Đấy, không biết khu vực các bạn có không chứ trên mình là cái nguồn mật này cũng khá là ok các bạn ạ. Nhưng mà thời tiết đẹp thì ong lấy được khá nhiều đấy. Đấy, rất là nhiều luôn các bạn. Đây là cái bãi đất hoang, mỗi có một cái bãi đất ở quanh khu nhà mình rồi nhá. Đây, đây nhà mình bên này nhá các bạn nhá. Đấy, nhà mình đây, mình nuôi ong ngay đối trước cửa nhà, ngay chỗ cái rừng chân keo đấy các bạn nhá. Đấy, hay quay chia sẻ cho các bạn xem đấy. Và đằng sau rồi nữa, đằng sau chỗ hai cái keo này thẳng xuống là mình nuôi ở dưới chân. Đây là cạnh nhà mình nhá. Còn những ở trên rừng như khu rừng phía trên kia thì bạt ngàn luôn các bạn nhá. Đấy, nguồn này thì cũng bổ sung vào một tương đối là ổn cho ong nó phát triển các bạn nhé. Các bạn ở khu dưới đồng bằng này không bao giờ biết về cái cây này đâu. Đấy, cây này nó chỉ có trên rừng thôi nhé các bạn nhé. Đấy, chỉ có trên rừng thôi, dưới đồng bằng là không có. Đấy, cây vải chua của mình năm ngoái rất là nhiều hoa, năm nay nó lại có ít các bạn. Cây vải chua cái sắp có lụ to phết rồi các bạn ạ. Đấy, cây vải chua kìa, thường thường cây vải chua này nó ra hoa sớm hơn các bạn nhé. Đấy, này đi chia sẻ cho các bạn một chút về cái nguồn mật cây hoa sắn dây rừng trên mình này. Rất là nhiều các bạn, chỗ nào cũng có luôn. Đấy, chùm này, cây này sắp nở đây các bạn này. Đấy, cây này vài hôm nữa nở nhá. Nếu mà trời nắng đẹp cây này tiết cái hoa này tiết mật kinh khủng luôn. Đấy, mình đã để ý rất là nhiều năm rồi. Đấy, mình để ý khá là lâu về cái nguồn hoa này rồi. Mình cũng có một số cái video ở cái kênh cũ kia mình chia sẻ về cái hoa này rồi, nhưng mà mình mấy cái video cũ này mình thỉnh thoảng mình đăng kèm vào đây nhưng mà cũng chưa 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 đăng về cái hoa này nào nhé các bạn nhé. Đây nó bò cả mặt đất này các bạn này. Đây bông hoa này. Đấy, mấy hôm cái này mấy hôm nữa nở nhá. Đấy. Đấy, khá là ok đấy. Bạn nào ở trên vùng núi rồi chắc chắn là sẽ biết về cái cây hoa này. Hoa của cây sắn dây rừng. Đây mình vặt hẳn một chùm lên các bạn nhé. Mình đã trực tiếp nhìn con ong nó chui vào nó lấy mật rồi các bạn nhé. Đây này,
Ở trong cái loa cái kèn này rất là nhiều mặt nha các bạn nhé. Đây. Đấy. Còn mặt này khá là ok đấy các bạn ạ. Ít nhiều thì nó cũng bổ sung vào cái nguồn thức ăn cho ong vào cái thời điểm này các bạn nhé. Đấy, từ ong mình mở hôm qua lúc sáng mình mở ra mấy tổ thì tổ nào cũng có cái mùi mật của cây này các bạn ạ. Đấy, cây này nó có mùi đặc trưng nên là mình biết ngay. Đấy, ong mình để ngay đây các bạn. Đấy, đây là vườn, quanh vườn nhà mình thôi. Còn trên khu trên đồi kia thì nhiều lắm. Đồi, những cái đồi người ta trồng nương ngô, người ta để hoang rất là nhiều. Đấy, ong đây có hai tổ này các bạn này. Đây có hai tổ ong. Đấy, đằng sau kia còn mấy tổ đó, còn đằng sau cùng kia cũng có nữa các bạn. Nhưng chủ yếu là mình nuôi ở mé bên này nhé. Thời điểm này là những cái cây hoa cỏ này là nó cũng rụi dần đi rồi. Cách đây tầm 1 tháng rồi thì nó nhiều hoa các bạn nhé. Đấy. Ong cái thời điểm nhộng hiện tại bây giờ ấy là rất là quan trọng nha các bạn nhé. Đấy, đến cái thời điểm này là những cái lớp nhộng bây giờ là sau này là lấy mật vải đấy các bạn. Sau này là thành quân để lấy mật vải đấy. Thời điểm này mà ong màu không chăm sóc tốt, không có nhộng thì đến mùa mặt chắc chắn là năng suất sẽ không cao các bạn ạ. Đấy, ngay cạnh nhà cái vườn cái mình vừa quay, ngay cạnh nhà mình đi một mạch sang đây luôn đây. Đấy, ong mình đây. Đấy. Khu bên kia nữa. Ong này làm khá là ok các bạn. Mình mở thử tổ ra xem. Mới hôm nay trên mình vừa mưa lại vừa rét các bạn ạ. Kiến bò hết lên đây, tổ đây. Đấy, mình nót tờ báo vào nó cắn tung tóe ra này các bạn. Tổ này là cũng là một trong những cái tổ đông đông của mình rồi các bạn. Nó tổ cái 2 cầu thôi, cái tổ này là 3 cầu đấy các bạn này. Đấy. Không cho ăn nhá, hôm nọ mình còn quay mặt đi nhá các bạn nhá. Đấy. Không cho ăn uống nhiều. Mình 2 tháng nay là không phải bổ sung thức ăn rồi. Thậm chí còn lấy được mật. Kiến này, kiến lên nó làm tổ đây các bạn này. Tổ sâu, tổ kiến đây. Tối nó bò vào trong tổ. Trời rét rét nên mở ong nó cũng nghe cũng ghê nó đốt. Như tổ này là 3 cầu các bạn ạ. Cầu ngoài cùng thì chắc chắn là ít mặt hơn rồi. Đây này, mặt này các bạn này. Đây. Nó chưa viết nắp luôn nhưng cái cầu trong là viết nắp hết nhé các bạn nhé. Đây, mặt này. Đấy. Có nguồn mặt rồi. Cái cầu này là cái cầu ngoài cùng. Cái hồ nào đợt trước là mình quay 1 lần rồi đấy. Đấy, trước mình đánh tỉa mỗi tổ 1 cầu mà. Ong mà cứ 3 cầu như bây giờ hiện tại này là đến mùa vải nhãn là ok các bạn nhé. Nguồn bây giờ thì cái nguồn mật mình vừa chia sẻ cho các bạn ấy là cũng bổ sung khá là nhiều vào cái thức ăn cho ong. Đây, mật viên nắp này các bạn này. Đấy, viên nắp ăn không hết. Đây, nhộng rồi. Cứ đàn như này thì không phải nghĩ các bạn nhé. Đấy, nhưng đàn này cũng là một trong những cái đàn khỏe của mình rồi. Đấy, một số đàn 2 cầu thôi các bạn ạ. Quấy lạnh là nó tiêu rồi đấy, nó đốt đấy các bạn. Trời này cũng ngại dở ra xem lắm. Mình không cho thước, cái tổ này mình không cho thước ấy. Mình cho cái tờ báo mình ủ ấm nhưng mà nó cắn nát hết này các bạn. Trên mình thì chủ lực là mật mật cao su các bạn ạ. Mật cao su, mật mật keo. Đấy, và mật hoa rừng các bạn nhé.
Chứ về mặt nhãn vải thì trên mình nó cũng kém hơn một chút, nó không 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 đa dạng cái cây nhãn vải lắm các bạn nhé. Đấy, về nhãn vải trên mình là nó cũng ít, nó không không vùng vùng khu mình nuôi ong này nó ít các bạn nhé. Nhưng chủ yếu là mật keo này các bạn xem, những cái cây keo như này đến mùa mật mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem. Đấy, mình có rất là nhiều cái video quay về cái keo này các bạn nhé. Cái keo này rất là nhiều mật, đến mùa hè lấy mật thì thoải mái luôn các bạn nhé. Đấy. Keo mật cao su, cao su thì mình cũng chia sẻ đấy, đấy rất là nhiều mà mật luôn. Đấy, còn vải nhãn thì trên mình năm nào mà được mùa vải nhãn thì cũng chỉ đánh được hai ba vòng thôi các bạn ạ, hai vòng vải, hai ba vòng nhãn thôi. Năm ngoái thì vải nhãn được mùa, năm nay thì chắc chắn là theo dự đoán của mình năm nay vải nhãn là sẽ kém nhá. Đấy là riêng khu vực trên mình. Đấy, thì thường thường những cây ăn quả này cứ một năm nó nhiều hoa thì kiểu mình bẻ cành của nó nhiều ấy, sang năm thì nó lại ít đi các bạn nhé. Đấy, cứ một năm ăn quả một năm trả cảnh đấy. Trên mình chủ yếu là chủ lực là cái mật hoa rừng đấy, mật keo, mật cao su đấy. Còn những cái mật vải nhãn thì nó kém hơn một chút các bạn nhé. Còn các bạn ở dưới miền xuôi thì chắc là chỉ chủ lực về vải nhãn, vải sang đến nhãn các bạn nhé, sau đó đến mật rừng thôi. Rồi, ok, hôm nay đi chia sẻ cho các bạn một chút về cái nguồn mật ở trên mình đấy, thì có cái nguồn mật này cũng khá là ok để chia sẻ cho các bạn cùng xem. Các bạn nào những ở khu vực miền núi mà có thì cũng tham khảo về cái nguồn mật này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.